Thưa quý vị, tối qua 21 tháng 6 tại Hà Nội, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18 được tổ chức trọng thể đúng vào ngày kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ôn lại lịch sử 99 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích, kết quả của báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước suốt một thế kỷ qua. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, không nề gian khó, hy sinh, sẵn sàng xông pha nơi đầu sóng ngọn gió. Các thế hệ nhà báo đã chung sức đồng lòng, xây dựng nên nền báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, của dân, là cầu nối tin cậy của nhân dân với Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân ta với bạn bè quốc tế. Chúc mừng 122 tác giả, nhóm tác giả được trao giải báo chí quốc gia lần thứ 18. Chủ tịch nước lưu ý nhiệm vụ to lớn, cũng hết sức vẻ vang đặt ra đối với báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tuyên truyền, tạo sự đồng tâm, đồng thuận xã hội và sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng, đồng thời xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp nhân văn hiện đại. Chủ tịch nước đề nghị tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo thực sự là những người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng, có tâm sáng, lòng trong, bút sắc, vừa hồng vừa chuyên, phải luôn luôn thường trực lời Bác dạy, không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, cũng chớ nói, chớ nên viết. Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chủ tịch nước lưu ý các nhà báo cần tuân thủ nguyên tắc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái sai, bảo vệ cái đúng, cái tốt, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung. Đồng thời nhắn nhủ đội ngũ những người làm báo cần tham gia tích cực trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục tình trạng thông tin thuần túy, công cụ giải trí đơn thuần, không ngừng khơi dậy, khích lệ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và niềm lạc quan, ý thức tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, xây đắp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, nghề báo là nghề cao quý nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn. Để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là thư ký của thời đại, trở thành người gác cổng của nhân dân, người làm báo cách mạng phải đáp ứng được những đòi hỏi cao về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân, không ngừng củng cố, cố gắng, nỗ lực học tập về lý luận, nghiệp vụ báo chí, công nghệ báo chí, truyền thông hiện đại. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã trao giải cho 10 tác phẩm đoạt giải A trong 122 tác phẩm và chung khảo, được lựa chọn từ 1.900 tác phẩm dự giải, số lượng tác phẩm dự giải cao nhất trong những năm gần đây. Trong ngày hội lớn nhất của những người làm báo chí cách mạng Việt Nam, hơn 100 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia. Giải thưởng cao quý cũng là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của những người làm báo. Trong đó, Báo Nhân dân, ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam, cũng vinh dự đóng góp 7 tác phẩm đạt giải. Đây là niềm tự hào lớn và cũng là sự ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của những người làm báo Đảng. Cần Sa, cơn đại hồng thủy phía bên kia biên giới. Đây là tác phẩm đạt giải B báo chí quốc gia lần thứ 18 do những người làm báo nhân dân thực hiện. Để có được những hình ảnh chân thực, sống động về hoạt động buôn bán ma túy phi pháp xuyên quốc gia này, không chỉ là sự đầu tư, chuẩn bị công phu mà còn cả một canh bạc lớn. Với thứ đặt cược, có thể chính là tính mạng của những phóng viên thực hiện. Vào cái lúc mà tiếp cận với các đối tượng, ví dụ như những ông trùm ma túy, cái này không phải trùm ma túy ở Việt Nam mà trùm ma túy thế giới, và có những cái đối tượng mình phải rất cẩn thận, cặt kẽ từng ly từng tí, và nếu như mình chỉ cần sơ hở một chút thì cái độ nguy hiểm ở trong cái câu chuyện này là rất lớn. Chúng tôi phải chuẩn bị khá kỹ ở chỗ là cái tâm lý của mình thế nào để khi mà tiếp cận đối tượng, và cái xác định là cái đối tượng đấy như thế nào và tâm lý của những đối tượng đấy nó như thế nào. Không chỉ là sự dấn thân đối mặt với hiểm nguy, lao động nhà báo còn là cả một quá trình miệt mài, lao động hăng say, những nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ miền ngược tới miền xuôi, từ đất liền đến hải đảo xa xôi. Mỗi bài viết, mỗi phóng sự đưa đến cho độc giả đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống,
được cảm nhận dưới góc nhìn khách quan và cả trái tim của những người làm báo. Trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tận hiến. Tự hào về những đồng nghiệp của mình, những người thực sự đang là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đó là những cái giá trị cốt lõi mà những người làm báo Việt Nam đang thực hiện. Để rồi, những thành quả xứng đáng đã đến. Như một lời tri ân đến toàn bộ nhà báo. Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 kỳ Những nẻo đường cần xa của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Vũ Viết Đoàn, Hải Dương, Phạm Văn Phường, Liên chi hội nhà báo, báo Nhân dân. Giải báo chí quốc gia, giải thưởng cao quý của nghề báo. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là sự vinh danh cao quý nhất. Tôi nghĩ là cái hạnh phúc nhất của người làm báo không phải là một giải thưởng, mà là chính là được trải nghiệm và được lắng nghe những câu chuyện thế từ đời sống. Tác phẩm của mình được độc giả, khán giả quan tâm, chú ý và còn có cả những cái lời bình luận, nhận xét, thậm chí là góp ý. Thì đó chính là cái niềm tự hào lớn nhất mà chúng tôi có được, và chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng về điều đó. 99 năm, một chặng đường nối tiếp và phát triển. Với những kinh nghiệm, bản lĩnh và ý chí sắt đá, đội ngũ những người làm báo Đảng sẽ không ngại khó khăn, gian khổ, tiếp nối hành trình của những thế hệ người làm báo đi trước, trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng